có ngăn kéo là một trong những món đồ nội thất phòng ngủ được nhiều gia đình ưa chuộng. Và trong video ngày hôm nay, nội thất Iga sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu giường ngủ đang bán chạy nhất ở bên mình. Về tổng quan, giường có kích thước lọt lòng 1m2 x 1m9, cao 29cm, phù hợp với các bạn nhỏ hoặc người ở một mình với không gian có diện tích nhỏ. Sử dụng gỗ MDF phủ melamin, chống ẩm, chống mối mọt, dễ dàng vệ sinh và cực kỳ chắc chắn vì sử dụng những tấm ván dày đến 17mm. Giường có màu vân gỗ sáng, được thiết kế theo phong cách Bắc Âu, là sự hòa quyện giữa sự tối giản, công năng sử dụng và tính thẩm mỹ, mang đến nét hài hòa, dịu mắt, phù hợp với nhiều không gian phòng ngủ của nhiều gia đình. Điểm nhấn của mẫu giường này chính là 3 ngăn kéo rộng rãi được thiết kế bên hông giường, có thể đựng được quần áo, đồ dùng cá nhân, giày dép, tận dụng được tối đa khoảng trống ở phía dưới gầm, làm tăng không gian sử dụng bên trong mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn cho người dùng ở bên ngoài. Điểm mình thích ở phần ngăn kéo này là còn được thiết kế thêm bánh xe đóng mở, dễ dàng, cực kỳ tiện lợi và còn có thể đảo hai bên để phù hợp với nhiều không gian trong phòng ngủ. Trước đây, với những căn phòng có diện tích nhỏ thì việc lựa chọn nội thất sao cho cân bằng giữa nhu cầu sinh hoạt và diện tích sử dụng khá là khó khăn, thì nay vấn đề đã được giải quyết chỉ với chiếc giường thông minh này. Ngoài 3 ngăn kéo ở bên hông, đầu giường còn được thiết kế thêm ngăn chữ đồ đóng mở bằng bản lề bật, dễ dàng lưu trữ thêm nhiều vật dụng như quần áo, gối, đồ dùng cá nhân, hơn nữa còn có phần đệm để tránh va đập khi sử dụng. Thêm một điểm cộng cực kỳ tinh tế cho mẫu giường này, đó là những phần góc cạnh nhọn đều đã được bo tròn, tránh những va đập mạnh nên những gia đình có bé nhỏ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Mẫu giường thông minh còn sử dụng ốc cam trong lắp ráp, làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Ngoài ra còn có thêm cúc chân tạo khoảng cách giữa giường và nền nhà khi thời tiết ẩm ướt. Và các bạn có thể đặt mẫu giường thông minh thương hiệu Iga tại website iga.com.vn hoặc tới trực tiếp showroom của nội thất Iga tại địa chỉ 64/28B Hương Lộ 14, phường 3, quận 11 để có thể trải nghiệm trực tiếp thêm nhiều mẫu giường khác nha.